Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là Hoàng Dung và Mỹ Lan. Xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS trên băng tần 57.6 ở miền Nam California và 16.8 ở miền Bắc California. Chương trình được phát sóng 5 ngày một tuần, từ thứ Hai cho đến thứ Sáu vào lúc 7 giờ và 10 giờ sáng. Kính chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe. Và như thường lệ, để mở đầu cho phần tin tức của ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin về Hoa Kỳ. Chính phủ của Tổng thống Joe Biden đề nghị tiêm vaccine COVID-19 cho di dân. Virginia mở phiên tòa xử tay súng ISIS giết ký giả Hoa Kỳ ở Syria. Cựu Tổng thống Donald Trump sử dụng điện thoại tới 7 tiếng đồng hồ trong ngày 6 tháng Giêng. Xe tông nhau dồn đóng tại xa lộ 81, ít nhất 3 người thiệt mạng. Tài xế xe khác bị bắn chết trước trạm xe lửa Harrisburg. Bão mùa xuân phủ đầy mưa và bụi tại Phoenix. Cathay Pacific điều chỉnh đường bay nối New York và Hồng Kông. Người Mỹ gốc Á lớn tuổi kém hạnh phúc, ít được trợ giúp so với các sắc dân khác ở Hoa Kỳ. Thưa quý vị, và sau đây là phần tin chi tiết. Chính phủ của Joe Biden đề nghị tiêm vaccine COVID-19 cho di dân. Thưa quý vị, hai nguồn đáng tin cậy cho hay chính phủ của ông Joe Biden dự tính sẽ tiêm vaccine COVID-19 di dân đang bị giam cầm tại các nhà tù ở khu vực biên giới Mexico và Hoa Kỳ. Bộ Nội an DHS xác nhận tin nói có thể cung cấp 2.700 liều vaccine COVID-19 và sẽ tăng lên 6.000 liều mỗi ngày vào cuối tháng 5. Quyết định được công bố vào lúc chính phủ của ông Joe Biden thẩm định lại điều khoản 42 được ban hành dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump, cho phép giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ từ chối việc tiếp nhận di dân bị bắt giữ ở biên giới kéo dài hơn 2 năm. Số di dân này tuân thủ quy định của chính phủ Hoa Kỳ đã quay trở lại Mexico để chờ đợi được cứu xét đơn xin tị nạn cũng như được tiêm vaccine COVID-19. Tính cho đến ngày 23 tháng 3, hơn 1.400 di dân đã được đưa trở lại Mexico theo chính sách ở lại Mexico. DHS còn cho hay đã cung cấp vaccine COVID-19 cho người không phải công dân Hoa Kỳ đang bị giam cầm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại vùng biên giới, lực lượng lao động và cả di dân. Thưa quý vị, Virginia mở phiên tòa xử tay súng ISIS đã giết ký giả của Hoa Kỳ ở Syria. Phiên tòa xử thành viên ISIS Bido al-Shafi al-Sheikh diễn ra ở Virginia vào hôm thứ Ba đã bắt cóc và giết người Tây phương ở Syria, trong đó có hai ký giả của Hoa Kỳ tên là James Foley và Stephen Scottloff, cùng với các nhân viên cứu trợ Peter Kasich và Kayla Miller. Bị cáo thành viên tổ chức Thánh chiến Hồi giáo al-Sheikh, 33 tuổi, hôm nay đã xuất hiện tại phiên tòa liên bang ở Alexandria, Virginia, vùng ngoại ô của Washington, bị xét xử tội bắt cóc và giết các con tin. Bị cáo này là một trong 4 chiến binh IS của Anh Quốc thuộc chi bộ The Beadle. Al-Sheikh, còn gọi là George, đã tham gia các vụ bắt cóc, tra tấn và chặt đầu tổng cộng là 27 con tin ngoại quốc ở Syria. Hai trong số 4 thành viên của tổ chức phiến quân nhà nước Hồi giáo Al-Sheikh và Alexandra Cote đã bị quân đội Hoa Kỳ giam giữ tại Iraq trước khi được đưa tới Hoa Kỳ để xuất hiện tại phiên tòa. Cả hai đã bị lực lượng người Kurd ở Syria bắt được hồi đầu năm 2018 khi đang cố trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ring leader Mohammed Amwazi, công dân của Anh Quốc, người giám sát các vụ hành quyết được gọi là Jihadi John, đã chết trong cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái vào năm 2015. Annie Leslie David, thành viên thứ tư của nhóm, đã bị kết án ở Thổ Nhĩ Kỳ vì tội khủng bố và đã bị giam cầm lâu nay. Ông Cote hồi tháng 9 năm 2011 đã nhận tội là đã giết Foley, Scottloff, Mueller và Kasich, sẽ bị kết án vào tháng tới. Cote là công dân của Anh Quốc nhưng đã bị chính phủ Anh Quốc tước quyền công dân. Còn Al-Sheikh có thể bị kết án tử hình với các tội danh trên, nhưng các công tố viên của Hoa Kỳ cho biết sẽ không tìm kiếm bản án tử hình đối với Al-Sheikh hoặc là Cote. Nếu như bị coi là có tội, thì Al-Sheikh có nguy cơ phải ngồi tù 15 năm ở Hoa Kỳ trước khi bị dẫn độ sang Anh Quốc để thọ án tù trong thời gian còn lại. Đây là phiên tòa đầu tiên, nhưng cũng có thể là lần cuối cùng được tổ chức để xét xử thành viên cao cấp của ISIS ở một quốc gia Tây phương.
các nghi can khác đã bị giết ở Syria hoặc là bị xét xử ở Trung Đông. Cựu Tổng thống Donald Trump sử dụng điện thoại tới 7 tiếng đồng hồ trong ngày 6 tháng Giêng. Thưa quý vị, theo CBS News và The Washington Post, thì khoảng thời gian sử dụng điện thoại để liên lạc với nhiều nơi khác của cựu Tổng thống Donald Trump trong ngày diễn ra cuộc tấn công bạo loạn ở trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ kéo dài đến 7 tiếng đồng hồ. Nội dung các cuộc điện đàm được ghi lại trong sổ nhật ký điện thoại của Tòa Bạch Ốc đã được chuyển đến Ủy ban điều tra vụ bạo loạn của Hạ viện. Theo The Washington Post thì và Robert Costa của CBS News, thì cựu Tổng thống Donald Trump đã sử dụng điện thoại từ lúc 11 giờ 17 phút sáng cho đến 6 giờ 54 phút chiều ngày 6 Tây tháng Giêng, là khoảng thời gian mà hàng ngàn người ủng hộ ông đã đột nhập vào trụ sở Quốc hội, nỗ lực ngăn chặn phiên họp của Quốc hội để chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống. Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng đã được Văn khố Quốc gia trao hồ sơ dài 11 trang, bao gồm nhật ký các cuộc gọi dài 457 phút mà tổng đài của Tòa Bạch Ốc ghi lại. Ủy ban điều tra của Hạ viện đã tìm kiếm tài liệu và lời khai của người đã tiếp cận cựu Tổng thống Trump vào ngày hôm đó. Ủy ban hôm thứ Hai khuyến cáo Hạ viện nên truy tố tội hình sự đối với hai phụ tá của cựu Tổng thống, đó là Peter Navarro và Dan Scavino, người từ chối làm chứng tại các phiên tòa trước đó. Xe tông vào nhau dồn đống tại xa lộ 81, có ít nhất là 3 người đã thiệt mạng. Có ít nhất là 3 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên xa lộ 81 ở Schuylkill của tiểu bang Pennsylvania vào hôm thứ Hai. Trong vụ này, tổng cộng có hơn 40 chiếc xe tông nhau dồn cục vì tuyết rơi dày. Sở cảnh sát Schuylkill đã xác nhận 3 người chết trong vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3 giờ chiều. Nhiều đơn vị cứu hỏa đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn để dập tắt ngọn lửa bao trùm một số xe. Các nhân viên Hội Hồng Thập Tự đã thiết lập ngay lập tức địa điểm cứu nạn để cung cấp chăn, thức ăn, thức uống cho 75 người không bị thương. Đến 3 giờ chiều thì tất cả các đoạn xa lộ 81 đi về hướng Bắc đã bị đóng. Một tài xế xe khách bị bắn chết trước trạm xe lửa Harrisburg. Thưa quý vị, tài xế taxi 59 tuổi đã bị bắn chết trong chiếc xe vận tải của mình đậu trước trạm xe lửa ở trung tâm thành phố Harrisburg vào đêm Chủ nhật. Tại cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ Hai, cảnh sát cho biết chưa xác định được nguyên nhân khiến cho nạn nhân là ông Kenneth Cobb bị bắn chết. Một nhân chứng cho biết đã nghe thấy 5 tiếng súng nổ trước trạm hỏa xa số 4 và đường Chestnut vào khoảng 9 giờ 20 phút tối. Cobb là một tài xế taxi thường đậu xe tại trạm xe lửa để đón khách, chủ sở hữu công ty taxi của riêng ông từ năm 2007. Phát ngôn viên thành phố Harrisburg cho biết giới chức thẩm quyền đang mở cuộc điều tra. Đây là vụ giết người thứ 8 trong năm so với 3 vụ vào cùng thời điểm năm vừa qua. Bão mùa xuân phủ đầy mưa và bụi tại Phoenix. Một cơn mưa mang theo bụi đã trùm phủ một số khu vực vì cơn bão mùa xuân di chuyển qua Arizona vào ngày 28 tháng 3. Giới chức thẩm quyền của cơ quan thời tiết quốc gia đã đưa báo động về cơn mưa bụi di chuyển đến khu vực Phoenix, cũng như các quận Maricopa ở phía nam và Pino ở phía bắc của tiểu bang, đặc biệt là xa lộ 10 gần khu vực Broadway. Theo Hội Hồng Thập Tự của Hoa Kỳ, thì các tài xế nên quay đầu xe ngay lập tức nếu như con đường phía trước mặt bị ngập trong nước, hoặc là rời khỏi xe và di chuyển đến vùng đất cao. Nếu đường dây điện bị đứt, mọi người không nên bước vào vũng nước động, và được khuyến cáo là nên sử dụng đèn pin mà không sử dụng ngọn lửa nào khác làm ánh sáng thay thế. Công ty Cathay Pacific điều chỉnh đường bay nối New York và Hồng Kông. Thưa quý vị, hãng hàng không Cathay Pacific cho biết đã có kế hoạch mở chuyến bay chở khách dài nhất thế giới bằng cách điều chỉnh đường bay nối New York, Hồng Kông để tránh không phận của Nga. Theo Bloomberg, đường bay mới sẽ dài 10.326 dặm, dài hơn đường bay nối phi trường JFK New York và Singapore của Singapore Airlines, hiện được coi là đường bay dài nhất thế giới tính theo khoảng cách. Cathay Pacific cho biết nếu kế hoạch được thực hiện thì đây là đường bay kéo dài 17 tiếng đồng hồ. Thay vì băng qua Bắc Cực và miền Trung của nước Nga, thì chuyến bay được điều chỉnh của Cathay Pacific sẽ khởi hành từ phi trường John F. Kennedy băng qua Đại Tây Dương,
Anh Quốc và Nam Âu trước khi bay qua Trung Á để đến Hồng Kông. Theo phát ngôn viên của hãng hàng không Cathay Pacific, thì chiếc phi cơ Airbus A350-1000 của họ có thể thoải mái thực hiện kế hoạch trên với mức tiêu thụ nhiên liệu tương tự các chuyến bay xuyên Thái Bình Dương. Sau khi Nga xua quân tràn sang xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, các quốc gia Tây Phương đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt như đóng cửa không phận, cấm phi cơ của người Nga sở hữu bay ngang. Một số hãng hàng không đã phải điều chỉnh đường bay để tránh không phận Nga đã đóng cửa. Ngày 9 tháng 3, Finnair thực hiện chuyến bay nối liền Helsinki và Tokyo bằng cách sử dụng không phận Bắc Cực để tránh bay trên không phận của Nga, làm chuyến bay này dài 9 tiếng đồng hồ, thêm gần 4 tiếng đồng hồ nữa. Wow, nội mà chuyển điều chỉnh cái chuyến bay này không ạ? Thì em thấy rằng là mình sẽ ngồi trên máy bay đó gì 17 tiếng như chơi. Ừ, đúng vậy 17 chị. Tiếng là gần cả một ngày rồi. Trước đây là đã dài rồi, bây giờ dài thêm nữa. Kinh hồn á. Đi máy bay kiểu đó cũng mệt lắm. Dạ, mệt lắm. Nhưng mà phải chịu thôi, tại vì bây giờ phải tránh cái không phận của Nga. Ừ, đúng vậy. Thành chị đi lâu một tí cũng an toàn. An toàn. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo của ngày hôm nay cho biết đó là những người Mỹ gốc Á lớn tuổi kém hạnh phúc, ít được trợ giúp so với các sắc tộc dân khác ở Hoa Kỳ. Kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí American Board of Family Medicine cho thấy công dân Hoa Kỳ gốc Á ít hài lòng với cuộc sống hiện tại và không nhận được sự trợ giúp về mặt tinh thần so với các sắc dân khác tại quê hương thứ hai. Cuộc nghiên cứu được công bố cuối tháng 2 dựa vào số liệu của cuộc khảo sát tình trạng sức khỏe năm 2018 của Bộ Y tế California cho thấy chỉ có 54% người Mỹ gốc Á lớn tuổi cho biết họ hài lòng với cuộc sống so với 80% người được hỏi ý kiến thuộc các chủng tộc khác. Tương tự, chỉ có khoảng 56% người Mỹ gốc Á lớn tuổi nói là đã nhận được sự trợ giúp cần thiết về phương tiện xã hội và tinh thần, tỷ lệ thấp đáng kể so với 80% dân số các sắc tộc khác. Trong dân số người Mỹ gốc Á, thì những người Nam Hàn lớn tuổi biết mức độ hài lòng về cuộc sống thấp nhất, khoảng 40%, thưa quý vị. Chưa đầy 1/3 dân số của Nam Hàn nói rằng họ đã nhận được sự trợ giúp cần thiết về xã hội và tinh thần so với gần 2/3 người Trung Quốc và Philippines. DJ Aida, Giám đốc điều hành Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương cho biết, sự dị biệt về xã hội và văn hóa khiến cho những người lớn tuổi bị gạt ra ngoài lề xã hội, ngoài lề sinh hoạt xã hội, và hơn một nửa trong số họ có trình độ tiếng Anh hạn chế. Phúc trình của Trung tâm Người cao tuổi quốc gia châu Á Thái Bình Dương nói rằng đại dịch đã làm cho những người lớn tuổi bị cô lập và sự cô đơn có thể làm cho họ không hài lòng với cuộc sống. Một phúc trình mới của Liên đoàn Người Mỹ gốc Á cho thấy 75% người Mỹ gốc Á lớn tuổi ở New York không muốn rời khỏi nhà vì sợ hãi số vụ bạo lực chống lại họ đang gia tăng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, chị Mỹ Lan và Hoàng Dung sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin thế giới. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.